Xin chào các bạn, hôm nay tớ hơi mệt nên đọc hơi ngắt quãng, các bạn thông cảm nha. Hôm nay tớ xin đọc một bài thơ do mình sáng tác có tựa đề là Tớ mệt quá. Hôm nay đi làm lại, tớ mệt quá đi thôi. Làm trong môi không gian kín, hệ thống AHU, tớ như không thở được. Làm một lát lại nghỉ, ra bên ngoài ban công, hít chút không khí trời, tập thêm dịch cân kinh, cho lưu thông khí huyết. Mặt tớ thì tái ngắt, đầu cứ như bay bay. Rốt cuộc cũng cố gắng đi làm xong một ngày. Lúc làm tớ tập trung nên cũng làm hiệu quả, dù không bằng thường ngày. Giờ về nhà xong tỏi, uống thêm tỏi đường phèn, dự định đi bộ nữa, đi dạo hít không khí. Mà giờ tớ đang ốm, sợ trúng gió thì khổ. Thôi ngồi nhà nghỉ ngơi, tớ còn nghiện ma dạy, sức khỏe tớ đỡ hơn, hạt ít nhất như vậy. Chứ đừng có mệt thêm, ôi môi trường chính lạnh, tớ làm lâu dài sao, chắc chuyện công việc quá, mà giờ đang đau ốm, hay ngồi nghỉ thế này, có khi bị đuổi việc, trước khi tớ chuyển đi. Thôi tớ đau hay đó, giờ tập thở đi đã, xin lỗi mọi người nhé. Nghe tớ than vãn vậy, tớ sẽ sớm khỏe lại, ra bài tích cực hơn.